mọi người nha. Đấy, chúc mọi người một ngày mới mới về nha. Đấy, hôm nay mình đi ngoài ruộng này này. Mình đi đào ong mật nha. Đấy, mới đi cái cháu của mình đang đi bên kia rồi. Ở đây thì đang tưới cà, bên kia đang tưới cà này. Đấy, nước suối của làng mình nhé. Bây giờ mình qua bên kia nhé, phải băng qua suối là bên kia đó. Bên kia có người đang bắt cá này, kéo lưới á. Đây là nước hay đục này. Đây có một tổ ong ruồi này. Nó còn nhỏ lắm. Tiếng của mình là gật cò nhá. Nhưng mà mình không bắt ong này nha. Sao không nổi đó ha? Bạn càng lép à? Ơi, nãy để đi cũng hơi xa đấy. Nãy xe của mình để bên kia nhá. Giờ băng qua bên này này. Gã áp à? Đấy, mấy anh đang kịch cá này. Mơ à? Ủa xếp này kìa. Nhân này cao. Nhân giá thư. Bạn à, ở đây nhá. Ông thì ở đây nhá. Đây này, bay ra bay vô này. Đây rồi. Thang của nó này. Quần cho ha. Không ngon. Ôi dồi. Phải lấy cái rửa nó mới tán mấy cái bụi đến nè. Một tay cầm điện thoại, một tay cầm cái rửa. Ừ.
Rồi lấy cuốc đào thôi. Cầu mong có mật nhé. Đi đất này cứng này. Úi đít. Đốt đi. Úi đít. Vô khi này. Đốt một tay luôn này. Nước da đi bò. Ôi rồi chờ nhá. Ui giời nhiều lắm á. Thấy chưa? Ui ui. Tay tay xếp rồi. Lấy đã hoa lên đường hả? Lên đường. Lấy đã hoa lên lên quẹ chụp này. Mạ lên nó. Còn ai lên? Ừ, nhiều quá. Đâu mà đây? Cực kỳ nhiều. Ui, đây này. Chú khá nhiều. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ôi nhiều quá. Ăn mật rồi. Sợ sợ không có mật thôi. Tắt nhạc vẫn qua này. Nãy giờ thằng cu này bật nhạc sợ cái máy của mình nó thu được, sợ dính bản quyền này. Đây này nhỏ mình có mật này. Chung là cái ông mà nó cũng hiền lắm. Do cái loái mà đen đen. Ôi trời ơi, mật không này. Ôi. Toàn mật không. Trời ơi, nhiều quá. Mật không. Cho không đồng ý. Ôi giờ gãy à, trên còn này. Nhìn này, mật này. Chú chúng may rồi. Nè. Giận tung lên nè. Trời ơi, không cầm cách xô hoặc cái bì chứ. Đi đến về bằng cách nào? Dưa thèm dưa mật không. Úi giời.
Này. Nhìn này. Đây. Quét. Lúc đầu hồi nãy thì nó không dữ lắm, bây giờ nó thua mày rồi đấy. Đây, quay cho. Chuyện quay nó rung cái đấy. Đây ít này. Thôi. Rồi hết. Đây này cái tổ này. Mình đau như thế này rồi mà mốc nó đi luôn á. Nó không còn ở đây đâu. Nó đi kiếm cái hang khác nó ở. Thôi về thôi. Đó mọi người này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 có chút xíu trên này. Đấy nhiều chưa. Rồi mình về nha. Và mình sẽ dừng clip ở đây thôi nha. Rồi nếu mọi người thấy clip này mình hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhấn chuông để thông báo cái video mới của mình nha. Thôi nha, bye bye nha.